Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm làm xe 3 4 bánh. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chọn bộ phụ tùng làm xe 4 bánh. Cầu trước hệ thống treo hai càng chữ A. Trục sau phanh đĩa dầu chạy nhông xích. Bộ này chưa bao gồm có động cơ. Còn lại là đầy đủ như sản phẩm. Thước lái, vô lăng, cột lái đầy đủ. Tất cả chỉ việc lắp ráp. Có giảm xóc, vô lăng, trục sau, bánh xe. Lắp đặt bộ trục này thì hoàn toàn dễ dàng. Bộ trục sau thì có bao gồm hai cái gối này, gối đỡ bi, các bạn chỉ việc bắt lên khung. Bên này một gối nữa, đây gối mình đang để ở ngoài, các bạn đặt lên khung. Phần nhông này thì chưa được hàn với trục, ở vị trí nào thuận lợi thì khách hàng sẽ hàn cố định vị trí đó. Tiếp theo là bộ nhông này cũng được cố định bởi mối hàn. Vô lăng, trên vô lăng thì có ba con ốc được bắt với lại đầu trục lái này, và đây là cái cổ lái có vòng bi. Đây là bộ kẹp, bộ càng chữ A thì có giảm xóc. Phần lắp đặt cái khung càng chữ A này như thế nào thì trong một cái video trước thì bên em đã có lắp đặt sẵn rồi, khách hàng vào đó xem lại. Bánh xe này là bánh bản lốp vuông. Các bạn có nhu cầu, nếu mà các bạn làm lốp tròn thì giá nó sẽ rẻ hơn 200.000 so với bộ lốp vuông này. Có cả xích, nếu không lấy xích thì bớt lại, giá thành sẽ rẻ hơn một chút. Đây là phanh dầu. Đây là bộ ben đạp phanh dầu. Đây là chân phanh dầu. Giảm xóc thì có thể điều chỉnh giảm êm hay là căng. Ở trên này theo những cái lớp này nó giống cái giảm xóc của xe rem. Đây là những cái gối để đỡ giảm xóc. Bộ này thì cũng tương đối là đầy đủ. Có cả hệ thống lái. Khách hàng về nhà chỉ việc lắp ráp thôi. Giá chọn bộ của cái bộ phụ tùng này là 4.750.000 đồng chọn bộ. Và chiều rộng của cái trục này là trục 1 mét. Các bạn có nhu cầu lấy cái loại ngắn hơn, loại 80 phân cũng có, 80 cm. Và ngoài ra thì bên mình có bán cả ghế nữa, nếu như anh em là có nhu cầu thì mua thêm cái ghế. Đây là cái ghế của nó. Ghế bằng nhựa dẻo rất là bền. Ngồi vừa form người. Cái ghế này là 200.000 đồng các bạn nhé. Bạn mua một ghế hay hai ghế thì tự tính thêm tiền lên. Ngoài ra thì bên em có bán thêm cái dòng máy lổ một số tiến và một số lùi. Cái máy đó thì chọn bộ cả bô và bình ắc quy đề lổ. Bộ dây điện là 3.500.000. Nếu như anh em nào thích làm động cơ máy lổ thì có thể mua thêm một bộ động cơ máy lổ nữa. Bộ đó chỉ còn thiếu mỗi bình xăng nữa thôi là có thể hoạt động bình thường. Bình ắc quy, bô, hệ thống dây điện và động cơ 125cc. Giá có 3.500.000 thôi. Một tiến một lùi anh em nhé. Dễ thao tác và dễ sử dụng. Nếu có thể lắp đặt với bộ này thì rất là phù hợp. Đối với cái bộ trục sau này thì nó là trục go kart.
cho nên là nó sẽ khóa hai bánh cứng. Nếu như anh em nào không muốn khóa cứng hai bánh thì mình sẽ khắc phục cho anh em làm cho một bánh tự do và một bánh chuyển động. Nó sẽ khắc phục được cái hiện tượng rơi bánh khi chạy xe. Còn khi mình chạy trên sân cỏ hay là trên bãi biển hay trên sân cát thì lên để hai bánh cho nó đỡ bị lầy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu thấy video hay thì hãy ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất về các video mới ra. Hãy chia sẻ kênh để ngày một phát triển hơn và tiếp cận được đến anh em ham mê độ chế. Các bạn có thể chọn mua một bộ sản phẩm rẻ hơn nữa. Đấy là cái bộ cầu trước thẳng. Nó không những vì rẻ mà vì chế tạo có còn đơn giản hơn nhiều. Cách lắp đặt còn dễ nữa. Cho nên là ở đây mình không nói về cái mặt tiền nong, mà mình nói về cái mặt lắp đặt. Thì đối với một bộ cầu thẳng nó còn dễ lắp đặt hơn bộ này rất là nhiều. Xin chào và tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ đón xem video về cái động cơ một tiến một lùi trong video sau.